Cẩm Tú và Việt Anh kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024, mời khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau. Phấn đấu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đạt quy định của Tổ chức Thú y Thế giới. Phòng bệnh gia súc lúc giao mùa. Kế hoạch sửa chữa các phòng học xuống cấp. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến đề cương chi tiết đề tài lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975-2025. Tham dự hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Lê Thành Công, Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Đại tá Lê Văn Vĩ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Cùng tham dự có nguyên lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ. Đề tài lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975-2025 gồm có 6 chương, trong đó chương 1 kiện toàn tổ chức công an vũ trang, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, quản lý và bảo vệ biên giới năm 1975-1978. Chương 2, lãnh đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình và kiện toàn tổ chức Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh năm 1979-1989. Chương 3, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới theo quy chế khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh năm 1990-1995. Chương 4, lãnh đạo đổi mới công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 1995-2005. Chương 5, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới năm 2005-2015. Chương 6, lãnh đạo thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong xu thế hội nhập và phát triển năm 2015-2025. Tại hội thảo, các đại biểu đã có ý kiến đóng góp tâm huyết, quý báu nhằm hoàn thiện đề cương chi tiết đề tài lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1975-2025, đảm bảo tính chính xác khoa học và đúng yếu tố lịch sử, góp phần ghi dấu chặng đường vẻ vang của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bàn biên soạn, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề cương chi tiết. Thưa quý vị, sau sự kiện công bố vùng an toàn dịch bệnh, tỉnh Tây Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu cho những năm tiếp theo, đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới. Giai đoạn 2024-2025, phấn đấu có 3 vùng cấp huyện, bao gồm huyện Tân Biên, Gò Dầu, đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam. Huyện Dương Minh Châu đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle. Và một vùng cấp huyện Bến Cầu đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam đối với bệnh lở mồm long móng trên bò. Giai đoạn 2026-2030 duy trì các vùng đã đạt an toàn dịch bệnh. Phấn đấu có 5 vùng cấp huyện bao gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, huyện Bến Cầu, huyện Châu Thành đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Việt Nam. 2 vùng cấp huyện là Tân Biên, Tân Châu đạt an toàn dịch bệnh theo quy định của Tổ chức Thú y Thế giới đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle. Hiện nay là thời điểm giao mùa, một số dịch bệnh thường xuất hiện như bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng ở trâu bò, tụ huyết trùng dịch tả, tai xanh ở heo. Ngành chăn nuôi thú y Tây Ninh đang bám sát tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khuyến cáo người chăn nuôi không được chủ quan. Trên thực tế, thời gian gần đây, hầu hết người chăn nuôi luôn ý thức cao trong lĩnh vực phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Gia đình ông Nguyễn Thành Đức ở ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, trước kia chuyên trồng lúa. Đến năm 2012, ông bắt đầu nuôi bò sinh sản đến nay. Hàng năm đều có thêm 2 bê con ra đời. Nhờ nhiều kinh nghiệm, ông xây chuồng trại cao ráo, tiêu độc sát trùng, tiêm phòng theo định kỳ. Ông tuyệt đối không để chuồng trại ẩm thấp vào mùa mưa, trồng thêm cỏ tươi cho bò, tổ chức chăn thả hợp lý. Đàn bò của ông luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ nhiễm bệnh. Mình nuôi thì mình cũng theo dõi bò bệnh, bò ốm hay là hoặc là chuồng trại cho nó cao ráo, đừng có độ ẩm. Nhiều khi nó có độ ẩm á, sẽ gây bệnh cho bò. Có sát trùng chuồng trại, hàng năm là xả cho dân là thuốc sát trùng đó, rồi mình sát trùng chuồng trại thôi. Bắt đầu nuôi bò từ năm 2016, trại bò của anh Lê Văn Chiến ở xã Suối Ngô, huyện Tân Châu có lúc đến 80 con. Lúc đầu chỉ nuôi bò sinh sản. Sau đó anh mở rộng chuồng trại, nuôi thêm bò đực giống, tự phối giống cho trại bò của mình, còn phối giống cho đàn bò cái trong khu vực. Ý thức được mối nguy hại dịch bệnh, anh xây dựng hầm bioga để chứa chất thải trại nuôi, lấy nước từ hệ thống xử lý nước thải, tưới cho vườn cỏ, thức ăn cho bò, thực hiện tiêm phòng sát trùng chuồng trại theo định kỳ, chú ý theo dõi sức khỏe đàn bò lúc giao mùa, cho uống thêm cám xay để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi, dịch bệnh không xảy ra trên đàn bò của anh. Chuồng trại hàng ngày vệ sinh hàng ngày, có làm hầm bể bioga rồi đó, nước thải đồ rồi mình đó, nước thải đó mình tưới cỏ. Và tiêm phòng thì có định kỳ đó, phòng thú y mà báo có định kỳ vô chích, mua cám cho nó uống dặm thêm, tại vì nó uống là cám cho nó có cái đề kháng trong người nữa. Gần đây chăn nuôi gia súc ở Tây Ninh nói chung, ở huyện Tân Châu nói riêng tương đối ổn định, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, người chăn nuôi phải luôn cảnh giác, nhất là thời điểm giao mùa như hiện nay. Thời tiết chuyển mùa như thế này đối với đàn gia súc và trâu bò nói chung rất dễ xảy ra bệnh lở mồm long móng và bệnh viêm da nổi cục. Đối với heo ở các bệnh như là dịch tả lợn cổ điển nè, dịch tả lợn châu Phi nè, bệnh heo tay xanh, huyện cũng đang triển khai cái vaccine viêm da nổi cục và lở mồm long móng. Trạm cũng phối hợp với phòng nông nghiệp cũng như ủy ban nhân dân các xã là khuyến cáo bà con là phải tiêm phòng, là biện pháp tiêm phòng thì mới đảm bảo được sức khỏe cho đàn vật nuôi. Chi cục chăn nuôi và thú y khuyến cáo người chăn nuôi, ngoài thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, cũng cần khai báo về số lượng chăn nuôi với Ủy ban Nhân dân cấp xã để kịp thời quản lý, theo dõi tình hình dịch bệnh, đặc biệt chú ý tiêm phòng đàn bê, nghé, bò cái sinh sản. Đây là đối tượng có tỷ lệ chết cao nhất khi mầm bệnh xâm nhiễm. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và giờ học cho các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát và xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa nâng cấp các phòng học đã xuống cấp. Trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo và các địa phương thực hiện khảo sát, rà soát tình trạng của các trường học. Từ đó xây dựng đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2024-2025, định hướng tới năm 2030. Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phù hợp với quy mô phát triển dân số, chương trình phổ cập, phát triển giáo dục và quy hoạch tỉnh. Cụ thể như sau: bậc tiểu học xây dựng 240 phòng mới, thay thế hết niên hạn sử dụng, 98 phòng bộ môn và 7 nhà đa năng. Bậc trung học cơ sở xây dựng 71 phòng học, 23 phòng bộ môn và 27 nhà đa năng. Đồng thời chuẩn bị cho năm học mới, Sở đã đưa 120 trường học trực thuộc các phòng giáo dục đào tạo và 15 trường học trực thuộc Sở vào kế hoạch sửa chữa trong dịp hè này với kinh phí hơn 37 tỷ đồng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Tây Ninh có 10.526 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, thí sinh đang học bao gồm cả thí sinh giáo dục thường xuyên là gần 10.115 em, thí sinh tự do 412 em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Tây Ninh tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 6 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường được đặt làm địa điểm thi, chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ và các phần mềm quản lý phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh để đảm bảo kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 sẽ chính thức diễn ra. Để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra theo đúng kế hoạch, các trường trên địa bàn tỉnh đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất. Công tác này sẽ hoàn thành vào ngày 29 tháng 5. Hiện nay, các trường được đặt làm địa điểm thi đã có sự chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Các trường đều tiến hành dọn dẹp vệ sinh phòng thi, chuẩn bị đầy đủ bàn ghế cho thí sinh dự thi. Hệ thống điện thắp sáng, quạt, nhà vệ sinh cũng được lau chùi, vệ sinh sạch sẽ. Một số bàn ghế, hệ thống chiếu sáng hư hỏng cũng được các trường nhanh chóng sửa chữa và dự kiến sẽ hoàn tất trong cuối tháng 5 này. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn đề nghị các sở ngành có liên quan phối hợp tốt, đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đăng ký, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng cảnh sát giao thông trên dịch vụ công trực tuyến đã giúp nhân dân giảm thời gian, chi phí đi lại, tăng tính công khai minh bạch, hiện đại hóa quá trình kết nối, chia sẻ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục về đăng ký xe, tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, tinh giản tối đa thời gian giải quyết phục vụ nhân dân. Từ khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiếp nhận 6.441 hồ sơ, trong đó nhận trực tiếp 140 hồ sơ, nhận trên cổng dịch vụ công trên 6.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,8%. Cụ thể, đăng ký xe trên 4.400 hồ sơ, trong đó trực tiếp 52 hồ sơ, trên dịch vụ công trên 4.300 hồ sơ, tỷ lệ 98,8%. Xử phạt vi phạm hành chính trên 2.000 hồ sơ, trong đó trực tiếp 88 hồ sơ, trên dịch vụ công 1.900 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,7%. Thú vị, thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã tích cực triển khai đồng bộ quyết liệt các mặt công tác, luôn linh hoạt, có nhiều cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an ở cơ sở đã phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương, trường học, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cán bộ, công nhân viên và học sinh. Cùng với đó, lực lượng công an còn tranh thủ người có uy tín, chức sắc tôn giáo để phối hợp tuyên truyền, vận động, thông qua các hội nhóm trên Zalo, Facebook, các trang mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, sử dụng loa lưu động, phát tờ rơi. Trong 5 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã vận động người dân giao nộp trên 19 khẩu súng các loại, trên 2.600 viên đạn chì và nhiều linh kiện súng hơi tự chế. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Trường Hoà, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm vừa qua và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Anh Phan Thành Tính, sinh năm 1972, là hội viên nông dân xã Trường Hoà, phát triển mạnh mô hình vườn cây ăn trái. Với 1 hectare vườn trồng chôm chôm, 0,5 hectare trồng sầu riêng, thu nhập bình quân khoảng 200 triệu đồng một năm. Sau khi trừ hết các chi phí, bình quân hàng năm thu nhập khoảng 120 triệu đồng một tháng. Nhà anh còn nuôi thêm bò, gà thả vườn, đào ao nuôi cá, mang đến thêm lợi nhuận hơn 150 triệu đồng một năm khi đã trừ hết tất cả chi phí. Trong quá trình sản xuất, anh Tính luôn tích cực tìm hiểu, học hỏi, tích góp kinh nghiệm trong sản xuất. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng và các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật của trạm khuyến nông, sự quan tâm động viên trực tiếp của tổ chức Hội Nông dân. Nhận được cái bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh là tôi phấn khởi và cái động lực tôi càng ngày phát triển hơn nữa. Từ chỗ đó mình phải phát triển lên, chăn nuôi càng ngày càng nhiều lên. Ngoài ra, anh Tính còn giúp đỡ người nghèo với vốn kinh nghiệm của bản thân, thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tăng gia sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Luôn luôn tích cực tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân xã Trường Hoà phát động. Anh đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở 5 năm liền và đạt cấp tỉnh năm 2023. Ngoài ra là bản thân cùng với gia đình của anh Tính này thực hiện một số cái công việc cụ thể phát triển sản xuất kinh tế gia đình. Được Hội Nông dân xã Trường Hoà phát động như vậy thì 2 năm liên tục anh được là Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh khen tặng bằng khen là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội Nông dân xã Trường Hoà tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, đánh giá 3 cơ chế đặc thù thực hiện dự án giao thông quá trọng. đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thưa quý vị, đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023, đánh giá cao việc thực hiện và chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành đưa vào khai thác 635 km, nâng tổng số chiều dài đường cao tốc cả nước lên 2.001 km. Các đại biểu cho rằng, việc một số dự án còn chậm so với yêu cầu, cần đánh giá một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc triển khai các cơ chế đặc thù. Hai cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 43 được Quốc hội cho phép sử dụng triển khai một số các dự án giao thông quan trọng là phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đủ năng lực làm cơ quan chủ quản đầu tư, cho phép chỉ định thầu đối với một số gói thầu và cho phép nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thực hiện ba cơ chế đặc thù đã góp phần đảm bảo tiến độ, rút ngắn thời gian thi công. Tuy nhiên, do triển khai khối lượng lớn các dự án trong cùng một khoảng thời gian khiến việc thực hiện vẫn còn lúng túng, vướng mắc, mà điển hình là dù đã có cơ chế đặc thù về cấp mỏ vật liệu xây dựng nhưng vẫn thiếu nguồn vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là các đắp nền đối với một số dự án tại đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó cũng cần làm rõ hơn cơ chế đặc thù về phân cấp phân quyền cho địa phương. Phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh có đủ năng lực làm cơ quan chủ quản thực hiện các đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn có gì khó khăn trong khâu điều hành. Đây là chính sách mới chưa có tiền lệ nên cũng cần có thời gian thực hiện rút kinh nghiệm để chúng ta có cái nhân rộng. Các đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ lưỡng việc kéo dài thực hiện các chính sách đặc thù trong nghị quyết số 43 về việc cho phép chỉ định thầu đối với một số gói thầu thời gian tới. Riêng với cơ chế chỉ định thầu, tôi cho rằng chỉ nên áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh để đảm bảo tính kịp thời. Còn trong bối cảnh bình thường thì cần áp dụng các quy định chung của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo tính công khai, minh bạch, không cho phép lợi dụng pháp luật. Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có sự tổng kết đánh giá về thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho các dự án. Trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan. Dự thảo luật việc làm sửa đổi có nhiều điểm mới liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp để phù hợp hơn với thực tế. Cơ quan soạn thảo bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, người làm việc không trọn thời gian có tổng mức tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu vùng, cao nhất do chính phủ công bố, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hưởng tiền lương. Như vậy, việc bổ sung nhóm đối tượng có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp là điều rất cần thiết, vì nhóm này có nguy cơ mất việc làm cao, cần được hưởng một số chính sách hỗ trợ của bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc. Thưa quý vị, tạp chí du lịch quốc tế uy tín Travel Plus Pleasure đã đánh giá Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một trong 55 điểm đến đẹp nhất thế giới để chiêm ngưỡng. Vịnh Hạ Long với gần 2.000 hòn đảo lớn nhỏ tạo nên những cảnh quan vô cùng kỳ dị. Bên trong hệ thống đảo của vịnh là những hang động với màu sắc và thạch nhũ đẹp nổi tiếng như hang đầu gỗ, bồ nâu, trinh nữ, sừng sốt. Với những giá trị riêng biệt của mình, Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, không chỉ bởi giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn có giá trị rất lớn ở địa chất và địa mạo, có giá trị to lớn với sự phát triển du lịch của địa phương. Rạng sáng ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam, trong phiên họp tại trụ sở ở thành phố New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2730, trong đó kêu gọi các quốc gia tôn trọng và bảo vệ nhân viên cứu trợ, nhân viên Liên Hợp Quốc và những người liên quan. Nghị quyết yêu cầu các bên trong xung đột vũ trang phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, trong đó có cả các nghĩa vụ liên quan đến việc tôn trọng và bảo vệ tính mạng của tất cả các nhân viên hoạt động cứu trợ. Đặc biệt, nghị quyết yêu cầu tất cả các bên tham gia xung đột vũ trang cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tất cả thường dân đang gặp khó khăn được tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách đầy đủ, an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, đồng thời bảo vệ sự an toàn, an ninh và tự do di chuyển của nhân viên cứu trợ nhân đạo nói chung và sự an toàn cho các cơ sở và tài sản của họ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý về tình hình thiên tai tại một số quốc gia trên thế giới. Mới đây, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Argentina thông báo một đợt không khí lạnh từ Nam Cực đã tràn vào khu vực thủ đô Buenos Aires, khiến nhiệt độ tại khu vực này giảm xuống còn 3 đến 11 độ C. Các chuyên gia nhận định đây là hiện tượng thời tiết lạnh bất thường tại Buenos Aires trong tháng 5, khi còn một tháng nữa Argentina, quốc gia tại Nam bán cầu, mới chính thức bước vào mùa đông. Thông thường nhiệt độ tại Buenos Aires trong tháng 5 dao động từ 11 đến 19 độ C. Bộ Y tế Mexico ngày 24 tháng 5 thông báo ít nhất 48 người đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng kể từ tháng 3 năm 2024 tại Mexico, trong khi các nhà chức trách dự báo những đợt sóng nhiệt sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng 7. Biến mùa hè năm nay có thể trở thành một trong những mùa nóng nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latin này. Theo Bộ Y tế Mexico, 87% các trường hợp tử vong là hậu quả của tình trạng cơ thể bị sốc nhiệt, làm tổn thương nhiều cơ quan, dẫn đến suy đa tạng. Nguyên nhân tiếp theo là tình trạng mất nước đột ngột, rối loạn điện giải và gây suy kiệt cơ thể. Đa số xảy ra đối với người làm việc ở ngoài trời trong thời gian dài như công nhân cầu đường, xây dựng. Thú vị, mới đây New Zealand vừa bắn đấu giá chiếc lông vũ đắt nhất thế giới của loài chim Huia, hiện đã tuyệt chủng và được xem là rất linh thiêng đối với người Maori. Một chiếc lông vũ của loài chim Huia New Zealand đã lập kỷ lục thế giới sau khi được bán với giá 46.521 đô la New Zealand, tương đương hơn 700 triệu đồng, tại một cuộc đấu giá ở Auckland. Chiếc lông vũ nặng khoảng 9 gram này đã thuộc về sở hữu của một nhà sưu tập New Zealand giấu tên. Huia là một trong số loài chim keo lớn nhất ở New Zealand. Đối với người bản địa Maori, lông chim Huia là dấu hiệu của địa vị cao quý và thường được gài vào mũ đội đầu trong các nghi lễ trang trọng. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.